mỏng quá trời luôn. Chạm tí đi. Thấy chạm tí có phải. Làm gì? Nước mũi chảy. Có khăn giấy không cho chị miếng khăn giấy này. Nó mắt nghe rớt mụn vô mắt á. Ôi, nó cứng. Nghe bóp bóp luôn. Cứng mà nghe bóp. Cứng ngắt luôn, như cục đá luôn. Đang xíu nha. Cố gắng lên. Quá cứng, đây chứ. Ừ.
đụng tay mặt vi khuẩn. Trời ơi, nó bám vào da, nó cứng. Nhà con có bôi thuốc sức mụn không? Dạ. Trời ơi trời, thế là rét rồi. Sáng bôi thuốc ta. Bôi thuốc gì chứ? Bôi thuốc nó cứ ngắt à. Bôi thuốc nó mềm, da nó dễ xử lý không? Con sợ đau mà con không bôi thuốc thì thôi thua. Mụn còn cứng mà còn không bôi thuốc. Cái cầm này thì đúng tay, đứng đúng tay đâm chế chứ, cái là nhức đầu sao, cái nào cũng phải làm hết á, nào phải lay hết á.
Ok.